ổng sẽ xách cho Phụng lúc nào cũng sẽ có cái thùng giấy thọt hai chân vô, xong rồi mắc vệ sinh là cứ đi ra rừng cao su là cứ ngồi xuống đi vệ sinh vậy đó. Tao không đi tìm hiểu rồi. Tôi cũng như bà, bắt đầu tôi đi từ Sài Gòn ra Thanh Hóa, tôi biết đoạn đường rất dài ha. Rồi cái tôi nói là tôi đang có bầu, tôi rất hay mắc tiểu nha, nhưng mà xài tảo quá hao bà ơi. Mua một cái bình tiểu dành cho bé gái. Bác sĩ giao kéo rồi ghê lắm, xài dao điện mà trời ơi, ổng ngồi mà ổng nói ủa sao cái mùi gì mà khét khét vậy, hình như da em nó chín tới nơi. Tao ngồi tao cười mà bà biết cái cảm giác mà vậy nè, bà cứ ngồi cái kiểu mà mắc cười á. Xong rồi bác sĩ ổng cứ nhìn hai đứa này nó khùng hay cái gì mà nó cứ cười rung mà cái bụng nó rung vậy nè. Tưởng tiền phản vật cơ mà. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội Chị Là Mẹ. Đây là một chương trình mà các mẹ bỉm sữa có thể gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những câu chuyện làm mẹ, làm vợ và nuôi con. Và trong chương trình ngày hôm nay có một người bạn đồng hành với tôi rất thân mật, rất quen thuộc. Tuy tôi không muốn nhưng người đó vẫn đồng hành. Vâng, xin giới thiệu một người rất hay, cụ thể là hài cốt. Đó là bạn Fancy. Ủa mà chị Thanh ơi, em nhớ là từ cái tập lần trước mà em là khách mời á, chị có lời hứa là chị mời em đi ăn một bữa. Ừ. Rồi sao, đây là outfit em đi ăn chật của chị hả? Ơ kìa bé, bộ đồ hài cốt quá nha, tém vô nha không? Em cứ đừng có chặt chém khách mời ngày hôm nay nha không? Chị em mình là một đôi mẹ con đó. Và vâng, không thể thiếu sự xuất hiện của một khách mời mà tôi đoán chắc mọi người nhìn vào sẽ ấn tượng ngay từ lần đầu tiên bởi nước da trắng ngần của cô ấy. Vâng, xin giới thiệu TikToker Phụng Mã. Và bé Bảo Hân đang ngồi ở ngay cánh gà bên kia, chào con. Mời bà giới thiệu. Tôi tên là Phụng Mã, cũng là TikToker, cũng mới nổi mới nhú thôi. Nhưng mà trước khi mà lớn sân sang TikTok thì em có làm, Phụng có làm bên YouTuber về mảng gọi là beauty blogger review. Mình cũng có một thương hiệu mỹ phẩm riêng để kinh doanh. Phụng Mã tên thật là Mã Tú Phụng. Cô hiện là nhà sáng tạo nội dung với 216.000 lượt theo dõi trên TikTok, hơn 20.000 lượt theo dõi trên YouTube với các nội dung xoay quanh gia đình, làm đẹp, du lịch. Ngoài ra, cô còn sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng và có một bé gái đáng yêu tên là Bảo Hân, 5 tuổi. Thôi ánh mắt tôi đã pha vào bé Bảo Hân ngay bên kia rồi, dễ thương quá. Hello con. Hello cô, đi chào cô đi con. Hai con ra đây được không? Con ra đây ngồi. Con giới thiệu bản thân không? Rồi nhìn thấy cô xinh không? Thì cô xinh không? Cô nào đẹp? Con chọn đi. Con chỉ đi cô nào, con chọn đi. Cô nào? Không ơi, em không giỡn nữa. Em không giỡn nữa đâu. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Cô nào già nhất con chỉ, cô nào già nhất. Chuyện đó như ai không biết. Rớt nước mắt mọi người. Ôi, chị ơi, là chị có tập cho bé trước không? Không. Không, kiểu con bé nó thành thật chứ mình. Không, thường con nít là nó không có biết nói dối đâu Thanh ơi. Con nít nó không có nói dối được. Không sao. Bình thường. Rồi chúng ta sẽ đến với hashtag đầu tiên. Cảm ơn con. Em bé hàng hiệu. Thì hồi xưa đến giờ là rất là mê mua đồ cho con. Tôi là lúc nào cũng sẽ có một cái khoản chi. Bà biết là đồ Gia Đà thì rất là mắc phải không? Một lần mà mua gọi là cứ khoảng là mười mấy triệu. Cứ mua đồ cho con là mua vậy đó. Mà đồ mình không dám xài, tiền không dám xài cho mình, nhưng mà mua cho con. Tại vì có đứa đầu tiên mà, mê lắm, mê đồ. Xong rồi mua một lần là cứ một lố, một lóc vậy đó, mua sỉ đem về để. Nhưng mà bà nội cũng mua, bà ngoại cũng mua. Tại vì cháu là cháu đầu tiên, cho nên là nội ngoại cũng thương y chang như vậy luôn. Con đầu thai khéo ghê. Đúng không? Ở với bà nội á, thì bà nội chỉ lấy đồ bà nội ra bận thôi. Đó, ưu tiên đồ bà nội. Đó. Xong rồi ở với bà ngoại thì ưu tiên đồ bà ngoại thôi. Đó, cho nên là đồ của mình bắt đầu là để hoài. Thì bà biết là để lâu quá thì bắt đầu là nó không còn vừa con nữa. Cho nên sau này rút kinh nghiệm rồi, không mua đồ cho con nữa, chỉ để nội ngoại mua thôi. Cho đỡ tốn tiền. Phí nha. Số đồ mà mặc không vừa dở đang đâu vậy? Phát. Lâu nó lạc một ở gọi là ngoại nơi, nội nơi đó, nó cứ lạc hết nơi này qua tới nơi kia, rồi bao nhiêu năm trời lớn vậy nè bắt đầu mới lôi ra được một đồ mới toanh không vừa. Ồ, ước gì con mình có 10 cái mình ha. Bộ đồ ngày thay 10 bộ. Vậy thì trong những cái món đồ mua mắc tiền nhất thì có ấn tượng với lại món nào mắc nhất không?
Phụng thì không có thích cái kiểu là mua kiểu mắc quá, rồi cũng vừa vừa tầm cho con thôi, tại vì mình biết nó còn lớn á, thì cái mắc nhất là chắc là mua Zara là thấy mắc nhất rồi, triệu mấy thôi là đã thấy mắc nhất rồi. À, nhưng mà những cái mà giống như là dụng cụ đồ á, bà biết mà, dụng cụ mà xe đẩy rồi đó, ừ xe đẩy nè, mắc tiền không, quá trời luôn. Lúc mà mua á không có biết kinh nghiệm, lúc mà đẻ con ra nó còn nhỏ thì cho xe đẩy nằm vậy nè, đâu có kéo lên được. Ừ đúng rồi. Ngu một cái là 6 tháng sau mua lại cái xe đẩy ngồi lên được. Y chang như vậy đó. Là có hai cái xe đẩy luôn. Hai cái thì không xài, không xài tới. Máy hâm sữa cũng không xài tới luôn. Lúc trước khi đẻ có bầu là đã đi gom rồi, gom máy hút sữa, rồi máy hâm sữa, máy tiệt trùng sữa, rồi xe đẩy. Xe mà để ngồi ở trong xe hơi á, mua lại mắc tiền thôi. Mua mấy cái loại mà chắc ăn giống như bên Mỹ gì đó, cái gì cũng ưu tiên cho con hết. Về có xài đâu. Không xài luôn. Không xài được luôn. Nếu ngồi xe hơi là không xài luôn. Ngồi tới 6 tháng là đâu có chịu ngồi nữa. Bà này đâu có chịu ngồi. Bà cứ ọ ẹ muốn đi lên ngồi với mẹ không, mà tại mới sinh nó đứa đầu tiên á, ngồi sau nó đâu có chịu một mình nó đâu. Nó cứ thích đi lên trên, nó ngồi chung với mẹ ở trên không à, không có chịu ngồi ở dưới. Chắc xài được chưa đó, năm nữa là cất vô lãnh cung rồi. Thế bây giờ mình flex về, mình bóc giá đi, flexing về đồ hộp sữa đi. Đứa này chắc nó ngốn rất là nhiều tiền luôn á, nhiều lắm luôn á, tại vì chi phí bệnh viện nè, đi sinh cũng là sinh ở Hạnh Phúc nữa, cũng muốn là con mình phòng VIP kiểu, nữa đúng không? Cũng như là muốn cho nó chỉnh chu á, cho kiểu đứa đầu tiên mà, thì tốn rất là nhiều tiền nè, rồi mua đồ này nọ cho con. Trời ơi, máy hút sữa tôi mua cái hiệu màu vàng vàng, tôi mua cái đồ mà chỉnh rồi bấm rồi có điều khiển đó. Mười mấy triệu. Mười mấy triệu đó, cứ mua toàn đồ hiệu thôi. Rồi cái ghế mà nôi xe cho em bé ngồi cũng 15 triệu một cái. Cái ghế nằm là 6 triệu, rồi còn cái ghế mà sau này ngồi lên được á là 10 triệu một cái. Thì cứ tính sơ sơ mà kiểu mình cứ gom từ từ á, chắc nó tốn cũng nhiều lắm luôn á, một đứa con nít. Cho nên em là... sắm đồ cho con tất cả hết 10 triệu. Tất cả là bằng cái máy hút sữa. Nhưng mà tôi nghĩ á, Phụng nghĩ á nha, ai mà kiểu chắc có con đầu tiên cũng vậy á, nhưng mà đứa thứ hai chắc không được vậy đâu. Rút kinh nghiệm rồi, rút kinh nghiệm nhiều rồi. Tại vì hồi xưa là kiểu thấy sợ con mình bệnh rồi máy tiệt trùng các kiểu, chứ giờ mình nghĩ lại đâu có cần thiết đâu. Đã có một cái máy tiệt trùng ngồi kia rồi, rửa bình sữa nè, chồng nè, rửa bình sữa, tiệt trùng cho con luôn, đâu có cần bỏ máy đâu nữa. Rồi cho bú được luôn thì càng tốt. Đây, và con này mới tốn gì không? Tiền đi học. Đúng rồi, tới đi học nữa. Bây giờ là cũng mới đi học một năm nay thôi. Tại trước đó dịch tôi cũng không cho đi học, tại đứa đầu cũng cưng á. Đi học chắc mới được năm trời. Ô, là bạn này mấy tuổi rồi? 5 tuổi rồi. 5 tuổi là mới đi học luôn? Đúng mới rồi, mới đi học năm ngoái. Rồi. Thương á, tại thương vì quá. Cưng á, đứa đầu mà. Bên nội ngoại gì cũng mới có một đứa, cho nên là ai cũng cưng. Công chúa đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo, để coi gia đình này còn gì để flex nữa không. Flex nhà vệ sinh sáng tạo. Rồi flex nói cả nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh sáng tạo là nặng vàng vô. Nhà vệ sinh sáng tạo, ok. Đợt này là lúc mà có bầu thì ai cũng sẽ hay đi vệ sinh nhiều. Nhưng mà tính chất công việc của chồng của Phụng á, thì bị cái là ổng hay di chuyển đi, gọi là đi xa. Đi xa là hay đi cửa khẩu, tại vì hồi xưa là gia đình mình làm chuyên về gia đình chồng nha, là làm chuyên về cao su, cho nên là phải đi coi hàng, giống như là mình đi lựa trái cây vậy đó. Thì ổng cũng phải là người trực tiếp đứng ra để đi coi ở ngoài mấy cái cửa khẩu á, thì mình bầu bì mà đâu có chịu nhà đâu, đi theo bê đồ đạc đi theo, mền mùng chiếu gối rồi đồ ăn. Rồi nói chung là giống như là một cái mobile home ở trong cái xe của mình vậy đó. Thì chỉ có một cái thiếu là cái nhà vệ sinh này thôi. Mà ổng quạo một cái á, thay vì ổng đi một mình thì sẽ có tài xế chở. Nhưng mà chở vợ đi thì lại không muốn có tài xế gì chở, vợ thì thích là chồng chở hơn. Cho nên á, là ổng sẽ xách cho Phụng lúc nào cũng sẽ có cái thùng giấy thọt hai chân vô. Xong rồi mắc vệ sinh là cứ đi ra rừng cao su là cứ ngồi xuống đi vệ sinh vậy đó. Mà cứ 5 phút là đi vậy đó, ổng chạy chút xíu là cứ đi, chạy chút xíu cứ đi là cứ đi kiếm rừng cao su vô trong đó. Thế là ta không đi tìm hiểu rồi. Tôi cũng như bà, rất có bầu. Tôi đi từ Sài Gòn ra Thanh Hóa, tôi biết đoạn đường rất dài ha. Rồi, cái tôi nói là tôi đang có bầu, tôi rất hay mắc tiểu nha. Nhưng mà xài tảo quá hao bà ơi. Có mấy cái là bắt đầu sao nó muốn xài tả được vậy? Xài tả là nó quá hay mà nó còn khó chịu đúng không? Nó cứ hầm hầm nó ghê. Xong rồi nó là mua một cái bình tiểu dành cho bé gái. Bình tiểu cho bé gái nha. Rồi xong rồi ghe cái ghế xuống nguyên một cái khoảng đây rồi. Xong là nó trên xe. À rồi. Vậy là bà này là bà có kinh nghiệm. Hồi xưa là tôi chỉ có biết là tôi để cái bọc thôi. Em bầu là em là đợt này đang giãn cách xã hội nên chỉ có ở nhà thôi. Là mọi nhu cầu là từ A đến Z là mình đều được gọi là
chỉnh chu hết, không có cái gì mà mình phải không phải, nhưng mà có biết cái cảm giác rất là tức khi mà vừa trong đó ra rồi mà lại tiếp tục mắc rồi đi vô lại không mà nằm chưa được 5 phút nữa. Ngồi chắc chắn là có chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái người tức chắc chồng tôi, ổng lái một chút không thắng lại, lái chút không thắng lại. Ổng kêu ổng chở giống như ổng đang chở con heo đi vậy, vừa mập mà vừa gọi là sao mà cứ giống như là hả cái ghế của người ta không nằm, bả nằm bạc xuống vậy nè, rồi mền mùng chiếu gối gì á hả, ở trong đó là đầy hết bánh đồ để đầy hết vậy nè, đi ăn giống như đi hưởng thụ vậy đó, mà chồng đi làm kiếm tiền mệt lắm, đi nắng nôi, đi đu idol đúng không? Không, nhưng mà tại vì đi thường là đi cửa khẩu ở ngoài Tây Ninh đồ này nọ thì đi trong ngày thôi. Là ăn ngủ là mình ăn ngủ ở ngoài chỗ cửa khẩu luôn. À, thì đi ở đâu có chỗ đồ ăn thì mình tấp lại ăn, còn không thì em có đem theo mì gói, bánh, snack, cái gì cũng có trên xe hết trơn á. Cho nên là chỉ cần mà gọi là đói cái là sẽ có đồ ăn. Hồi nãy bà nói là chồng giống như chở một con heo, là lúc bà có bầu bà có chăm chút bản thân không? Chăm chút thì chắc chắn có, nhưng mà không thể nào mà nó dành được nhiều thời gian giống như là mình con gái đâu. Có bầu thì đương nhiên rồi, cứ xách cái đồ, xách cái quần là lên xe là ngồi nó nằm trên đó chơi. Nhưng mà cái thời gian mà chị đi lên xe cho chồng chị thì chị có thể ở nhà, chị đi spa mà, tại sao chị lại không lựa chọn? Tại vì hai vợ chồng Phụng là đi làm ở Bình Dương, là không có giống như là không có ở chung với bà nội với lại bà ngoại được. Cho nên là có một mình trong phòng thì nó cũng sẽ buồn á, cho nên là thôi đi theo ổng chơi cho nó vui. Nó bảo ổng kêu tôi. À, tôi biết bà, tôi cũng kêu bà. Ôi ngày xưa lúc em đang bầu đợt đấy là chồng em vẫn đi làm, sau em vác cái chân máy từ tầng 1 lên tầng 5 em quay top top. Hả? Gì rồi á? Là từ đó là những cái clip bụng bầu nhảy là ra đời. Trời ơi, những giây phút rảnh rỗi. Bà cũng bị dân mạng chửi dữ lắm. Bà cũng bị vậy đó. Mang bầu vậy là có đi làm tóc không? Có make up đồ không? Bình thường, tôi vẫn luôn làm tóc make up bình thường, nhưng mà nhiều người nói lắm, bị nhiều người nói là đẻ con ra nó không có duyên, rồi đẻ con ra không biết là duyên dữ luôn á. Make up, làm tóc hay là làm sơn móng tay cái kiểu là thường là sẽ rất là ảnh hưởng đến em bé, rồi con đẻ ra là nhìn nó sẽ không có duyên, nó không có được cái nét đó, nó không có đẹp, giống mafia luôn. Ê, tôi nghĩ thiệt đó nha má, đẻ ra nó xấu quá. Ủa vậy bà, dễ thương mà, sao vậy trời? Không, tại lúc đó hoang mang thiệt, tại vì đầu thì mình không có tin, nhưng mà tại đẻ ra nó xấu quá cho nên mình tin. Con ơi, việc này là đúng rồi, đúng rồi. Con ơi, mẹ đang chơi. Cuộc đời hơi khắc nghiệt nhở? Nó xấu, em ơi là sao cũng vậy, nó tái rồi, xong rồi nó mặt nó nhăn rồi già già. Không, đó là kiếp nạn của tôi, tại vì tôi nghĩ là cái đó là thiệt là như vậy. Rồi mấy bà có la không? Không, khi mà đẻ ra thì đương nhiên rồi, mà nội quên hết mấy cái đó rồi, đâu có la được. Nhưng mà có mình tôi nhớ thôi. Tiếp. Trời ơi, dễ gì không? Tối 2 trong bệnh viện. À ok, tối 2 trong bệnh viện. Cái này là cũng giống với em nha. Ừ, thường là bệnh viện quốc tế á, thì sẽ cho ông xã vô. Thì lúc mà ổng vô là cái khúc mà bác sĩ đang chuẩn bị dao đồ này nọ, chuẩn bị là cho mình lên hớt rồi đó. Thì ổng cứ rón rén vô thì nó sẽ có một cái bức màn che lại. Ổng cứ chui cái đầu vô kế bên mình vậy nè. Ổng cứ ngồi ổng nói là không biết con mình ra sao em ha. Bà hiểu cái cảm giác mà hai đứa nó cứ thì thầm mà bác sĩ nó nhìn, ủa cái thằng này nó khùng hả? Kiểu giống như là nó vô đây nó không có lo gì cho vợ nó hết trơn á, mà nó cứ thì thầm với vợ nó, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau vậy đó. Giống như là mình nói chuyện trong giờ học mà kiểu mình sợ cô giáo la đó. Cái nói nhỏ nhẹ rón rén. Xong rồi cái tôi mới kêu là sao anh không ngước lên anh nhìn thử coi là bác sĩ làm cái gì. Xong rồi cái ổng kêu ủa rủ ổng vô đây làm chi vậy? Ổng nói vậy đó, rủ vô đây làm chi vậy? Tại vì ổng nói là quá ghê, bà hiểu không? Cái cảnh mà gọi ủa, là mà chồng mình dao, nó cứ trên đầu mình mà. Thì tôi kêu ngó lên á, tôi kêu ngước lên ngó lên coi là bác sĩ đang làm cái gì bên kia. À là bà mổ. Bà mổ, tôi mổ. Mổ là chồng cũng được vào xem luôn. Đúng. Ủa được, sống được bà. Em được, tưởng là chỉ thương. Có đẻ thường thì mới được. Mổ thì chẳng được. Ok, chồng ơi. Đứa sau cắt chồng em vào xem. Bút vô, trời ơi, mổ. Bác sĩ dao kéo rồi ghê lắm. Mà hả, xài dao điện mà, trời ơi, ổng ngồi mà ổng nói ủa sao cái mùi gì mà khét vậy, hình như da em nó chín tới nơi. Tao ngồi tao cười, mà bà biết cái cảm giác mà vậy nè, mà cứ ngồi cái kiểu mà mắc cười á. Xong rồi bác sĩ ổng cứ nhìn hai đứa này nó khùng hay cái gì mà nó cứ cười rung mà cái bụng nó rung vậy nè. Tưởng tiền sản giật đó má. Ôi biết là tiên đang cười, cái bác sĩ cười hướng tiền sản giật kìa. Rút mơi cái bụng nó rung, cái bác sĩ kêu con bình tĩnh nha. Ủa đâu mình sợ vậy đâu mà đang sao mà nguyên lúc bầu là chỉ muốn cắp sách theo chồng nhở? Cái xong rồi tới khi mà sinh đứa bé ra nó nằm lên người á, cái ổng nhìn vô ê phải con anh. Trời ơi quê, ổng nói là
sao con vừa xấu vừa đen. Ổng nói nhỏ nhỏ, sao con mình vừa xấu vừa đen mà cái miệng nó nhọn dữ vậy, không biết phải con anh không? Anh có thật sự làm cha. Mình giả bộ khen được không? Rồi ổng nhìn nhìn con chứ tới lúc bác sĩ tắm ổng đi ra luôn. Ổng đi ra luôn mà, ổng lẹ ổng đi ra ngoài luôn. Trời ơi. Ừ, cái ổng nói là hả, ủa ổng nghĩ vậy là xong rồi đó. Ý là chỉ coi màn trình diễn vậy là xong. Màn trình diễn vậy đó, ý là kết thúc rồi đó. Ý là vậy đó, bác sĩ tắm cho em bé, ông đứng nhìn. Không chụp một bức nào của con luôn. Bà coi chịu nổi không? Tôi đã dặn rồi, vô đẻ con ra thì phải chụp hình nó lưu in lại. Không chụp bức nào hết. Ý là coi xong màn trình diễn vậy sợ quá đi ra. Mà con lại thất vọng nữa, cái kiểu là không có giống như những gì tâm rồi. Tương tượng đó, cái kiểu của ông vậy. Ủa chồng lớn hơn bà đúng không? Đúng rồi, lớn hơn 2 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi mà ổng như nít vậy. Thì trẻ trâu mà, thời xưa cưới chồng sớm mà, lúc đó mới có 21, 22 tuổi à. Thì ổng cũng là sớm chưa? Có... gian tôi à bà. Bắt tay cái rồi. Mẹ con đang đi học đó, đi... Đúng rồi, đúng rồi. Thì đẻ luôn. Nhưng mà chồng chị có chê con xấu thế thì là các cụ ở nhận xét em bé giống ai? Phụng đi sinh thì không có thông báo ra hết trơn. Tới lúc đẻ ra rồi mới gọi cho ba mẹ lên. Đẻ con bé này nó lì lắm. Nó 40 tuần mà nó còn không quay đầu, không có dấu hiệu sinh gì hết trơn á. Cái mặt kìa, nó xong ở cái mặt mặt kìa. Cái ngày hôm đó là bác sĩ kêu lên là để khám thôi, chứ chưa nghĩ là sẽ sinh đâu. Sau bác sĩ kêu là bây giờ mà dài hơn nữa thì sợ nó già quá, nó giống như một dịch lộn già. Dịch lộn già. Xong rồi bác sĩ kêu là thôi chắc đẻ luôn hôm nay đi. Thì lúc đó mình cũng chưa biết chắc là mình có đẻ hay không nên đâu có dám báo đâu. Tới lúc mà vô phòng mổ rồi thì mới báo cho ông bà lên. Ông bà á, ông nội, nhất là ông nội, hình như lúc đó là nghe kể lại là đẩy tầm 2-3 đứa ra. Mà ông nội nhìn vô là biết đứa nào là cháu liền luôn, chỉ liền luôn. Ý là cái mặt đẻ ra y chang ông nội. Thế thì chồng chị cứ chê em bé xấu, khác gì chê bố xấu đâu. Có hiểu không? Hiểu không? Thì ông cũng nói biết nỗi buồn đó. Nội biết nỗi buồn đó. Xưa chắc bà ẩm dữ lắm ha. Tôi thì tôi ẩm nó nhiều á, nhưng mà chồng không dám ẩm. Cái còn nhỏ quá, không có dám đụng á. Ngủ trên giường thì ngủ chung với ba mẹ, nhưng mà nó sẽ có một cái nôi nhỏ vậy nè. Mỗi lần mà ổng ẩm đi đâu là ổng chỉ xách cái nôi thôi. Ổng không dám đụng tới con. Bà hiểu cái cảm giác mà kiểu nhìn con ổng sợ á, giống như là lúc đó ổng bị hoang mang á, kiểu còn trẻ mà. Tự nhiên cứ nhìn đứa con mình nó nhỏ xíu mà tay chân nó còn kiểu mềm mềm á. Không bao giờ dám đụng xách cái nôi đi. Thiệt là tôi cũng đâu dám đâu. Tôi đâu dám hay tải cho con tôi đâu, tôi toàn nhờ mẹ tôi không. Chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo. Em đã trưởng thành hơn các bạn. Sao bà? Ủa bà nghĩ bà đẻ một đứa là bà trưởng thành á? Tôi ba đứa, tôi là cái gì? Tôi đẻ ra các bạn tôi hả? Nói chung là cũng không phải là tự khen mình, nhưng mà từ khi có con thì mình gọi là trưởng thành hơn. Đúng rồi. Đúng. Thời đó là con bạn bè của mình đứa nào nó cũng lo ăn, lo học, lo đại học. Mình đây có đứa con rồi thì có phải là mình đang hơn mấy đứa bạn mình không? Đó, thì lúc đó mình cũng nghĩ là mình hơn vậy đó. Tại vì trước khi mà sinh con là đã bắt đầu là phân bổ công việc. Là khi mà chuẩn bị đi sinh là phân bổ công việc với chồng rồi. Những cái chuyện mà nhẹ như là rửa bình sữa, rồi những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi thì vợ sẽ làm. Còn mấy cái chuyện mà con ị hay là con thay tã thì chuyện khó hơn thì chồng làm. Trời lúc đó nha, ok anh làm hết, ok cái gì cũng ok, cái gì anh cũng ok hết. Sau rồi sinh con ra thì kiểu là con nó chỉ cần xa xa thôi, ổng giống như ổng lên cầu thang mà ổng nghe ở trong mà mình đang có cái tiếng như nè là ổng chạy đi luôn rồi đó má. Ổng đi rồi đó má. Tóc biến đi chỗ khác luôn. Ổng đi rồi đó má. Ổng bật cái độ tàn hình luôn. Tàn hình luôn, không thấy ổng luôn. Xong rồi mình kêu chồng ơi lấy giùm em cái này chồng ơi, không nghe luôn má, dạ đi luôn, đi luôn. Xong rồi có một khoảng thời gian là em phải tự làm. Thì con nít mà thì cái bù bù của nó sẽ rất là lỏng, mình đâu có biết làm đâu. Mình lôi ra một phát nó đổ đi lên giường nằm. U là trời ơi, nó nổi điên. Xong nó nói chồng ơi, là kiểu vậy đó. Là bắt đầu ổng là sẽ người bị chửi đầu tiên rồi. ABC Z hồi xưa anh hứa với em sao? Lôi ra. Tôi hứa làm sao? Thiệt. Ủa rồi bà không có giúp việc hay là bà vú gì hết hả? Lúc mà trong tháng là chưa có mướn ai hết, chỉ có cái cô mà qua để tắm bé thôi. Còn ra tháng thì mướn đâu đó 4 bà, nhưng mà không có ai được theo ý mình hết trơn. Tức là cứ bà này xong lại bà khác. Đúng rồi, cứ thay người như vậy đó. Cho nên là tức tất là cả tự thân tự làm hết. Đúng rồi. Lần đầu sinh con thì có những cái kinh nghiệm mà mình chưa có ấy, thì có ai chỉ cho mình không? Chỉ có bà ngoại chỉ thôi. Nhưng mà bà ngoại cũng không phải là kiểu theo mình được những cái mà
con mình nó thế này thế kia, tại vì bà ngoại còn phải nấu ăn lo cho hai đứa em nữa, cho nên là hai đứa em của bà hả? Ừ, tại vì tôi là lớn nhất, ông chồng tôi cũng lớn nhất luôn, còn hai đứa em nó vẫn còn đi học mà, cho nên là bản thân mình phải tự làm hết mấy cái mà những gì mà con thì nói chung là đổ rồi thì rút kinh nghiệm. Hai đứa em có chồng phụ cháu không? Ừ, nó nhỏ xíu à, em tôi cũng cách tôi 12 tuổi. Ù cha, cha giống nha, được quá ha. Nhưng mà nó nhìn thấy con nít là nó chạy rồi. Nó sợ á, nó thấy đi ị đồ kiểu ghê á, cái nó sợ rồi, nó chỉ lên chơi một chút thôi. Thật ra là cái lúc mà bé vừa mới sinh ra mà đi phân á, lúc đó mình nên mừng đi, tại vì sao nó thúi lắm. Đúng rồi, chính xác nha. Nhưng mà nó không có buồn gì hết, nhưng mà càng về sau ăn dặm nó trời ơi, càng hơi kinh luôn. Rất kinh khủng khiếp. Lần đầu tiên nuôi con, không biết mọi người giống em không, nhưng mà em và chồng em là tự chăm con cũng giống chị á, nên là cứ có vấn đề gì không hiểu bắt đầu lên mạng search là cách sử dụng ti giả cho em bé, tại sao em bé không chịu ngậm ti giả, cách để em bé không ăn vặt, xong rồi cách này cách kia, cái gì cũng bây giờ mà mở cái list tìm kiếm của nó mà rất mắc cười mà nha. Có một vấn đề thôi mà mình cứ mỗi lần thì mình hoang mang là mình lại search lại một lần, ví dụ như là Wonder Week, lúc mới đẻ thì ai cũng cứ quan tâm đến Wonder Week của con, tại sao con lại quấy khóc vào Wonder Week khiến cho con có cảm giác khó chịu như thế nào, mặc dù mình một bài mình đọc phải đến chục lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần hoang mang mình lại search để mình đọc tiếp và mình cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi mình đọc được những cái bài đấy. Tôi thì tôi search nhiều lắm, tôi hay kiểm tra phân của con, cái tính rất là xấu luôn, đồ ăn của con là không bao giờ thử nha, bị một cái tính cực kỳ xấu luôn, kể cả là đồ của con ăn dư á là không bao giờ dám ăn, giống như mình nhìn vô mình cảm thấy nó ghê. Đồ ăn cháo các kiểu không bao giờ dám nếm, sữa của con cũng không bao giờ nếm, mà bây giờ chắc chồng tôi thì ổng sẽ biết được mùi sữa của tôi ra sao, chứ tôi còn tôi không tự nếm nha. Cái thói rất là sữa xấu. Sữa mùa nước dừa tự nếm tự khen. Còn chương trình nào cũng kể, xấu nào cũng kể. Sữa kia có mùi nước dừa em rất thích, tôi cũng dám nếm thử nữa bà nội. Em nghĩ là sữa mẹ, sữa của em phải được cho vào danh sách gì nhỉ? Michelin. Michelin cái gì nhỉ? Gì đó. Nhà hàng nào thấy nước dừa à, vô em lại dặn con miếng. Ôi á. Anh chị thích đường đá thế nào ạ? Topping. Vậy á mà con đi lúc nào cũng hửi. Bà thấy tôi xấu không? Tôi hửi để tôi coi hôm nay có thay đổi cái gì trong. Tôi thử là bằng cái giác quan nào của mình vậy hả chị? Hửi. À ngửi. Ngửi. Ý là tôi đút cái mũi cho tôi hửi. Đồ ăn con thì không dám ăn, không dám đụng. Chứ mà phân con đi là sẽ hửi nha. Hửi và nhìn rất là cảm thấy kích thích khi mà con kiểu có màu vàng óng ánh mà kiểu là đó. Ừ, hôm nào mà nó kiểu hơi xanh một phái thôi là có vấn đề liền, kiểu vậy đó, rất là làm quá vấn đề luôn, như chắc đẻ xong bị vậy á. nó ẻ là em bịt vội. Không, nhưng mà lúc đó đâu có mùi đâu, từ từ cái nết xấu hơn là 6 tháng là bắt đầu có mùi, nhưng mà vẫn đánh hơi nha, vẫn ngửi coi là con hôm nay đi phân sao. Thế đến giờ tới lớn rồi con ngửi không nè? Bây giờ kiểu như là bình thường rồi, cái mùi đó tới với tôi là con ở trong phòng vệ sinh không biết đúng không? Hôm nay màu gì hả con? Là hôm nay con mẹ thật khỏe mà. Rồi chúng ta sẽ đến với hashtag cuối cùng, chiến hữu chơi game. Con chơi game với ai nhiều nhất? Đó. Chỉ người đàn ông ở kia. Đó, người đàn ông bây giờ đang ngồi đó cũng chơi. Cái game mà xây nhà đồ ở trong rồi kiểu giống như một cái thế giới ảo vậy đó. Thì đầu là con bé này con chơi trước mà nó không biết chơi. Ba này cũng ghiền game, ba đao về chơi chung, hai cha con chơi chung với nhau. Cái lâu lâu là nghe gây lộn. Thì ba xây được một căn biệt thự rất là to ở trong đó. Còn bà này á thì bà chỉ có một cái ngôi nhà bé thôi, giống như cái chòi vậy đó. Thì bà qua nhà ông này, bà thấy nhà ông này nhiều cá đẹp quá, nhiều đồ đẹp quá, bà la, bà khóc. Rồi hai cho con gây lộn. Cái nhà này là của bà ba chứ không phải của con. Ủa sao cái nết con kỳ quá vậy? Cái này là công sức của người ta làm. Đó. Thì hai cha con nó gây lộn sùm trong cái chuyện gọi là những cái chuyện vậy. Bà ba nói với tôi, ba có bao nhiêu bà sẽ cho tôi hết. Bây giờ ba giàu như vậy, ba nhìn lại nhà tôi đi. Ba cái nhà không? 5 tuổi mà đã biết tranh chấp tài sản thôi. Ba nói ba có gì ba cho tôi hết. Rồi đó, ông thấy tội nghiệp á thì ông cũng, nó đi học, ông cũng cày cho nó. Cái nó về nó xài hết tiền của ổng luôn. Xong rồi tao quay qua tao nói là, đó, nhìn đi nhá, sau này mà làm ra tiền cứ đưa cho nó xài đi nhá, là kiểu gì cũng sẽ hết, cái kiểu vậy đó. Cho nên tốt nhất là hãy đưa tôi. Kiểu vậy đúng không? Trời ơi, tình cha ấm áp như đầu nước sôi ha. Trời ơi, con đi học bá nhà cày game giùm cho con về sẽ xài tiền. Rồi anh ơi, sau này chia đất thì có bao giờ anh bảo con anh là không, cái nhà này là của tao.
Chắc có đó. Chắc có đó. Nghi lắm á, nghi lắm á. Bà còn cú sốc nào giữa hai cha con này nữa không? Thì đó, hay đánh lộn nhau vì game, rồi mấy cái chuyện mà rửa đít cho con, rồi hay gây lộn nhau lắm. Tại vì ổng chửi tại sao mày ì thúi như vậy đó. Ổng đặt ra một câu hỏi đó cho con, thì con nó ngồi tôi ngồi ngoài tôi nghe thôi, con nó trong toilet nó trả lời ra ai mà biết đâu, rồi nó nói thêm một câu là ủa mà ai ì cũng thúi mà bà bá. Không có một cái chuyện trong nhà tôi là đi bằng xe hơi thì đóng hết cửa lại, hai chồng đang đi nghe mùi thúi quay lại hỏi rồi đứa nào địch xong rồi con địch. Con địch. Mẹ nói là con phải nói trước khi mà con địch để ba mẹ mở cửa sẵn, chứ bây giờ con địch như vậy thì nó sẽ thúi hết nguyên cái này. Giải thích hoài mà lúc nào hai đứa đó đổ thừa qua đổ thừa lại, nhìn rất là có tiềm năng nha, xây kênh TikTok liền. Phải lắm á. Nhưng mà tại vì một cái là mình sợ con mình nó quen với mạng xã hội, với lại từ xưa tới giờ thì cũng không có thói quen là cho con lên mạng xã hội nhiều. Mình nhỏ nhỏ thì hay chụp hình đăng lên thôi, chứ còn lớn á mình chỉ sợ là nếu như mà mình cũng là TikToker, bạn bè đi học cũng sợ là biết đến con nhiều quá, rồi người này người kia, thì đương nhiên trong một gọi là một nhóm chơi thì một đứa mà kiểu nhiều người biết đến quá thì chỉ sợ con mình nó bị ghẻ lạnh á, giống như bị mọi người không chơi với nó á. Mình cũng sợ và hạn chế cái điều đó, cho nên càng lớn thì càng kiểu hạn chế lên mạng xã hội nhiều hơn. Vậy hả? Còn nhà Thanh thì kiểu là do là phải hoạt động trên mạng xã hội nhiều nên là có nào phải công khai đó thôi. Đúng hay không mình cũng phải vậy à. Xong rồi kêu là bây giờ mẹ công khai con, dù cho mẹ khen con cỡ nào mà cái tính con không được á, mấy bạn cũng không có chơi, quan trọng là cái tính con phải dễ thương thì mấy bạn mới chơi với con nha. Đừng có để mấy bạn mà tới đây là mét mẹ hay là cái gì hết trơn, mẹ không có giải quyết đâu. Bóc phốt mẹ. Bóc phốt mẹ. Bóc phốt con của chị Thanh Trần. Quá trời, có bị bóc phốt chưa? Gia đình em là em ở trên mạng xã hội là xây dựng hình ảnh là một family luôn á, nên là cái việc đưa con lên không thể tránh được, mặc dù mình cũng đã rất là cố gắng hạn chế rồi. Thế nên là cũng có rất là nhiều nỗi lo. Ví dụ như em đi xin học cho con thì em sợ con bị bắt cóc. Xong rồi là nhà em 7 giờ tối, 10 giờ tối là có fan ở ngoài gõ cửa bấm chuông là để gặp em Lisa hết á. Xong rồi mở cửa nó chạy thẳng vào nhà, nó cởi dép nó chạy thẳng vào nhà như nhà nó, xong nó vào nó bắt tay con mình như đúng rồi luôn. Đúng rồi luôn. Nói chung là cảm giác là con mình được mọi người nhận ra, mọi người biết đấy thì cũng vui, nhưng mà mình cũng lo sợ là sau này con sẽ hơi thiệt thòi. Tại vì nó hơi đặc biệt quá. Đúng rồi, mình cũng sợ. Rồi, em hay nói là mày mà học dốt là sao các bạn bốc phốt mày chết đó nha. Đúng rồi đó. Mày bốc phốt lúc đó là nổi. Em mong là con em sẽ hướng ngợi một chút để nó không đi theo vết xe đổ của bố mẹ. Nhưng mà có hướng nổi không? Bé này có hướng nổi không? Nổi không nổi. Muốn đẻ nữa không? Không nha. Ủa sao vậy? Không có nhu cầu luôn. Ủa đang vui mà. Ủa sao vừa kêu là cái máy tiệt trùng mua đắt là để đứa sau dùng. Tại vì sợ nhìn Thanh Trần thấy sợ. Nhìn Thanh Trần thấy sợ à? Ý bà nói người già quá chứ gì? Không phải, bà tới bà đứa thấy lò nhò lóc nhóc thấy sợ. Thật ra thì hồi đó tôi cũng nghĩ là tôi sẽ không đẻ con đâu. Mà bây giờ tôi ba đứa. Cho nên là mọi người hãy rút kinh nghiệm với em. Đừng nói trước. À đừng bước nói trước. Không có quà. Nha. Vậy là muốn đẻ nha. Muốn lắm. Muốn. Cảm ơn bà vì ngày hôm nay đã đến với chương trình của tôi. Và chúc cho gia đình của bà luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, cha con hòa thuận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Hội Chị Làm Mẹ. Nếu như mọi người yêu thích chương trình thì chúng ta có thể theo dõi vào lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCB Media hoặc là cổng thông tin Netlove. Và bây giờ Thanh Trần, Fancy, Phụng Mã và bé Bảo Hân xin chào và hẹn gặp lại.